Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng do Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa và Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chia sẻ động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, vừa qua, công ty Everpia phối hợp cùng Tổng đại lý Everon Thanh Hóa đã trao 300 chiếc chăn hè thu cho học sinh của Trường Trung học Phổ thông Nội trú Thanh Hóa, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trích, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Đồng Thịnh, huyện Đông Sơn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tấm lòng tình cảm của cán bộ công nhân viên công ty Everpia gửi đến các em học sinh khó khăn, động viên các em vượt khó vươn lên trong học tập. Được biết, nhiều năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh kinh doanh, công ty Everpia luôn luôn thực hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng thông qua các hoạt động nhân đạo từ thiện, nhất là các hoạt động vì trẻ em Việt Nam. Với phương châm chia sẻ để thành công, hàng năm công ty thường trích từ 2 đến 3% lợi nhuận để tham gia các hoạt động vì an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, đến thôn Giả Trại, xã Công Chính, huyện Nông Cống, khi nhắc tới hoàn cảnh của gia đình chị Trương Thị Lan, ai cũng đều ái ngại, thương cảm. Gia đình chị đã nghèo khó tới tận cùng, lại bệnh tật triền miên, hiện bữa đói bữa no, cơ cực trăm bề. Căn nhà nhỏ sơ sài ở thôn Giả Trại, xã Công Chính, huyện Nông Cống là nơi cư ngụ của ba mẹ con chị Lan. Thấy có người đến, nhưng cháu gái lớn của chị Lan vẫn ngồi rũ rượi bên góc nhà, chân tay giật liên hồi, ngước nhìn một cách vô thức. Chị Lan cho biết cháu là Trương Thị Hà, sinh năm 1995. Sinh ra vốn bình thường, nhưng đến năm 15 tuổi bị tai nạn xe máy. Gia đình không có tiền chạy chữa nên bị ảnh hưởng tới thần kinh. Lâu dần mắc bệnh tâm thần phân liệt. Cũng từ đó, cháu không còn nhận biết được cuộc sống xung quanh, mọi sinh hoạt phải nhờ tới người hỗ trợ. Thì cháu Hà là mắc về cái bệnh căn bệnh bác sĩ khám là bệnh tâm thần phân liệt, có nghĩa là mất cái sự sống này. Có nghĩa là cháu bố cô không hề biết một cái gì. Nói thì nói như chim hót, xì lố xì lắng. Có, trốn là đi. Cứ phải đóng cửa là nhốt ở trong nhà như thế dân tù ạ. Khổ lắm. Chị Trương Thị Lan là mẹ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn Giả Trại, xã Công Chính, huyện Nông Cống. Trước đây, ba mẹ con chị không có nơi nương tựa, thường đi lang thang, tá túc quanh các bờ hè, nơi công cộng. Sau khi được chính quyền xã hỗ trợ xây nhà, chị và các con mới có nơi ăn trốn ở ổn định. Hàng ngày, chị Lan đi làm thuê quanh thôn. Ai thuê gì, chị làm việc đó, kiếm ăn nuôi con qua ngày. Bất hạnh ập đến là sau khi cháu Hà, con gái đầu của chị Lan, mắc bệnh tâm thần phân liệt. Chị Lan trong một lần đi làm thuê cũng bị tai nạn xe máy, ảnh hưởng tới chân, nên mỗi khi di chuyển rất khó khăn đau đớn. Mọi sinh hoạt hàng ngày của cả chị Lan và cháu Hà đều nhờ vào sự hỗ trợ của cháu Trường Văn Quốc, năm nay mới 7 tuổi. Thì thoảng có người bà con sang phụ giúp cháu Quốc dọn dẹp lại căn nhà. Trong thời gian qua thì thấy được cái sự khó khăn của bà Trương Thị Lan thì Đảng ủy Ủy ban Nhân dân rồi mà Mặt trận Tổ quốc cũng đã có những cái hỗ trợ thứ nhất là cũng hỗ trợ làm nhà này, rồi hỗ trợ những lúc khó khăn trong dịp Tết, rồi lúc ốm đau giáp hạt. Các vị chi bộ cũng quan tâm tạo điều kiện để các cháu có miếng cơm manh áo và để các cháu tiếp tục đi học. Thế thì mong muốn rằng là các cấp ủy chính quyền cũng như là các mạnh thường quân là tạo điều kiện quan tâm, giúp đỡ gia đình để như vậy là bớt cái khó khăn. Hiện nay chị Lan còn mắc thêm căn bệnh rối loạn tâm thần, không được tỉnh táo như người bình thường. Hoàn cảnh của gia đình chị Lan vốn đã cơ cực, bất hạnh, ngày càng trở nên khốn đốn, kiệt quệ hơn bao giờ hết. Chuyên mục Cần Lắm Những Tấm Lòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.